Trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng cái đồng tiền tam bảo khi 1.000, 2.000, 3.000 đó là đồng tiền xương máu. Đồng tiền đó mới gọi là tam bảo, mà gọi là mình thấy chân quý. Khi quý vị mà đếm tiền từ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, quý vị thấy khi quý vị xài 100.000 thấy nó nặng căng ghê. Nhưng nếu quý vị đếm tiền 500 không, vì cầm 100.000 nó nhẹ sờn. Nên cái tâm con người mình đối với của cải đừng có nên nhẹ quá. Mình xem thường quá con người mình cũng không đúng. Nhưng mà đối với của cải mà bo để giữ gìn tham cũng không đúng. Nhưng mà mình là buông xả mà lại là cái tâm đối với của cải mà xem thường cũng sai nữa. Thì thấy không? Nên quy gom lại từ cái tâm cung kính tôn trọng, rồi nhìn thấu buông xuống mới đúng. Đó, giỡn đâu. Chứ nói mà giờ như trong chùa đâu đi nè. Nên những đứa con lằn gầy một cái cô ở trong chùa, cô đem cô đưa cho người ta cái món quà trong chùa, người ta đưa tiền cho bà. Xong chính những đứa đang đổ bê tông, những đứa để ý, người ta đưa cho bà tiền, những đứa coi cách cư xử bà làm sao. Khi người ta đưa tiền cho bà làm nè: Thôi chùa không có xài tiền, chùa không có xài tiền đâu, thôi được rồi, không có xài tiền. Người ta vừa đi, những đứa bước lại, những đứa hỏi bà: chùa không xài tiền chứ xài cái gì? Đâu dép bà đang mang nó cũng xài tiền chứ xài cái gì? Bộ đồ bà đang bận cũng dùng tiền chứ dùng cái gì? Tại sao lại nói câu kỳ cục vậy? Người ta đưa mình vậy, đúng ra quy tắc trong chùa không có nhận tiền, nhưng mình phải có một cái thái độ gì để tôn trọng cái việc người ta cúng dường cho mình. Chứ đừng có phủi bỏ đi cái tâm người ta dành cho mình. Mình phải nói đàng hoàng cho người ta nghe: dạ cô chú ơi, nhà chùa quy tắc của thầy đưa ra là không có dám nhận tiền. Nếu cô chú có tấm lòng tặng tiền cho tôi thì cô chú cùng với tôi đi vô thùng tam bảo, để vào thùng tam bảo để mà tam bảo nuôi tôi. Câu vậy nó đẹp biết mấy không. Một cái hành động nói mà sanh ra kiêu ngạo. Người ta lo cho hết, người ta kiếm tiền muốn le lử, từng đồng từng cắt người ta cúng gom gom về để nuôi. Vậy mà nói chùa không xài tiền, nói thì sao không biết ngộ ghê. Cũng một cách nói mà lại nói làm cho người ta ghét, một cái nói mà cho người ta thương, thấy không? Chỉ dạy liên tại chỗ mà lớn 40-50 tuổi, thấy chưa? Nó việc người mà già trẻ gì không biết được đâu quý vị. Có những người trẻ mà ta lại hiểu, những người già mà lại không hiểu thì sao? Nên mình đừng có giỏi già mình nghĩ mình lớn tuổi là mình không nghe người nhỏ, chưa chắc. Nó có những người nhỏ mà nó giác ngộ cái thế gian còn hơn mình. Còn có những người già mình mà cả đời mình chỉ có một ngôi nhà, sao mình giác ngộ? Nên đừng bao giờ xem thường người trẻ tuổi. Có những người trẻ tuổi mà mình phải học người ta đó. Cái này quan trọng lắm, đúng không? Đó. Nên tu giết rồi cái tâm buông xả của mình là hiểu kìa. Nên những đứa hồi nãy câu đầu mới nói với vị xả đưa cho tôi lụm hết chứ. Vì cái sự tự tin vì chính mình rồi. Còn ngày xưa thì cái nói buông xả của mình là buông xả hình thức, nói kiểu kiêu ngạo ngã mạn buông xả. Còn bây giờ là mình hiểu buông xả như thế nào rồi. Buông xả là vì người ta mà quên đi mình là mới đúng nghĩa của buông xả, nhìn thông. Hiểu không? Ngày xưa vì thấy như Đức nói chuyện nghe cũng ấy lắm. Nó giống như thôi không cũng tiền rồi nói chuyện kiểu cách nó kỳ cục kia. Bây giờ mình nghe lại mình thấy nó cũng thô. Hiểu không? Nó người ta nghe người ta vẫn thông cảm, nhưng có những người nó đâu có thích đâu. Nhưng bây giờ mình nói rằng trời ơi đúng rõ ràng, tiền sử dụng nhiều thứ lắm. Chỉ cần tâm thiện thì dùng tiền nó đúng thôi. Nên chúng ta đến với nhau, người làm kẻ cúng, ai cũng đều có công. Tại vì có người làm nên có người cúng. Nên bản thân của chúng ta không phải nói cái chữ buông xả gọi để phí phạm, hoặc là buông xả bằng một cách kiêu ngạo ta đây, mà là buông xả bằng cách nhìn thấu, quên mình mà vì người. Như vậy thì tự tại. Đó. Nên những đức nói thí dụ như hòa thượng mình kia cỡm từng đồng từng cắt để xây chùa, ăn uống gì đâu, kia cỡm từng đồng từng cắt xây chùa. Như bên Đại Tùng Lâm khắp khách thập phương, người ta đi đến người ta 1.000, 10.000, 5.000, có khi gom lại cả bao, nhưng đếm có nhiêu đâu. Nhưng mà tiền đó cầm rung tay, tại vì của thập phương tiền đó nó nặng dữ lắm, nó không có đơn giản đâu trời. Nên mà mỗi người mình nhìn nhận sâu sắc,
Nên khi có phước mà biết tích phước thì phước nó dày. Nên mình là người tu quý vị, càng ngày mình sống mình thấy mình mừng ghê. Tại vì mình gặp được Phật Pháp, nhờ Phật Pháp mà dạy mình được hiểu biết quá trời luôn. Chứ nếu không có Phật Pháp không biết người mình sao, nó bị mù quáng hết trơn quý vị ơi. Có những việc thiện mình làm cũng ác nữa. Mù quáng không à, làm trong mù quáng không à. Nó còn đã hiểu biết rồi, có những việc bị làm giống không đúng vậy mà thành đúng không à. Tại vì hiểu biết nên cái việc làm bị như trong lòng bàn tay vậy, bị làm thì hiểu biết hết trơn rồi, nên làm đâu có sai đâu. Mà muốn được như vậy thì phải có thời gian, cũng bị chữ rủa, bị gầy la trách móc giết nó khôn. Con người mà bị gầy la trách móc á, mà biết hạ mình nó khôn lắm. Còn con người bị gầy la trách móc mà nó buồn là nó ngu á. Nên mình mà la ai mà buồn hoài thôi đừng la nữa. Vì họ buồn hoài, họ càng ngày họ tối tâm luôn, ngu. Còn mình mà la ai mà ta thoát ra được, mình cứ la hoài càng la càng khôn. Ví dụ như bây giờ Hòa Thượng nói nhà ăn ăn cơm không giảng pháp, ông tính đi. Thì Nhân Đức suy nghĩ ra liền, giảng pháp đắp vào thời khóa tu 4 thờ phát sinh liền, ghê chưa. Hòa Thượng chặn một phát là Nhân Đức phát sinh đường khác liền. Vậy thì sao? Mỗi tuần qua đây giảng pháp bên đây, quý vị lại một tuần được 3 buổi thuyết pháp cho đại chúng nữa. Thấy không? Đó. Thì trong tâm Hòa Thượng nói, ồ thằng đệ tử này công nhận, nó dăng chỗ nào là xét chỗ nấy, ghê thiệt. Nó nghĩa là chặn đầu nào là nó sẽ có đường khác đi liền. Vậy thì thằng đệ tử như vậy, mình cảm thấy mình làm thầy mình cũng cảm thấy mình hứng thú. Còn thằng đệ tử mình chặn đầu nó cái là nó nằm luôn. Tao không có chặn mày chi đâu, chặn mày nằm luôn rồi chặn làm gì. Chặn cái thằng mà nó không nằm mà nó vẫn thoát được, chặn bao nhiêu thoát bao nhiêu. Như cái máy bấm số quý vị là ngày xưa, là quý vị biết không phải là nó những đức nghĩ cái máy bấm số này đâu, mà hồi đó Hòa Thượng kêu những đức là cho chúng cầm chuỗi niệm Phật rồi mới đi ghi mỗi ngày. Những đức nói trợ chuỗi mà ghi, niệm chuỗi mà đi ghi cái này hơi chua ăn. Hòa Thượng mới kêu đặt là cho người nhóm để niệm rồi đi ghi. Những đức nói thầy khó quá, khó quá, làm sao làm được đấy ta. Cuối cùng Như Đức nhớ là cái máy bấm số, thì bấm xong nó ra số, chiều đi ghi gọn hơn luôn, phát triển máy bấm số luôn, thành công quá trời luôn. Máy bấm số đâu phải Như Đức nghĩ máy bấm số đâu, mà do Hòa Thượng thì kêu niệm chuỗi ghi, Như Đức nghĩ máy bấm số ghi, thoát ra liền. Có thấy không, cái đầu con người mình hơn người hay không là ngay cái đầu. Nhưng Đức đã nói với vị nghe cái câu, trong cuộc đời này không có ai chặn đầu quý vị được nhé. Đường nào quý vị cũng thoát được. Nhớ nè mấy bà. Hiểu không? Nên, đừng có đổ tội cho ai chặn mình nhé. Đừng có đổ tội cho ai làm mình phiền não chứ. Phiền não là do mình mà ra, không có do ai hết trơn, nghe chưa. Muốn tiến tu, muốn có công phu thứ thật thì thoát ra từ đó. Thoát ra ở đâu? Là thoát mình. Mình thoát, họ không thoát kệ họ. Họ không thoát, họ tự phiền não. Nên mình đi về chùa mình phải tin sâu nhân quả. Dù như ông thầy, ông thấy cái người đó là tự nhiên ông lo cho người đó, là mình biết cái người đó đã từng lo cho ông trong đời kiếp nào. Bây giờ ông vừa gặp mặt người đó là ông phải lo ưu ái hơn. Tại tôi thiếu nợ, hiểu chưa? Thiếu nợ tôi phải lo ưu ái hơn. Còn mình tự nhiên gặp mặt mình, ông không có lo như lo người đó. Xong thầy ông không công bằng chút nào. Tầm bậy. Nó công bằng là nó công bằng ngay nhân quả, nó mới là công bằng. Cái nhân cái quả. Bây giờ cái người tu thật tu giả gì họ lo tới quý vị, dù là họ nghĩ quý vị giàu sang họ lo, nhưng quý vị phải tin 100% nhân quả thông ba đời. Ba đời không phải là đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba đâu, mà thông ba đời. Đây là quá khứ, hiện tại, vị lai, tặng cùng không có giới hạn, nó thông vậy đó.
nó chuyện dựng chơi, nên đâu có cái chuyện mà nói là không công bằng. Nó không có nhân sao có quả. Nó nên đừng có bao giờ mà đi đến chùa tu đông đúc mà mình đi ganh tị mấy cái việc nhỏ nhen, vì tâm lượng mình hẹp lắm, tự làm khổ mình. Nên tu hành là ta kêu thoát đi, thoát đi. Hay thoát đi, thoát đi, đừng ngại ngùng. Không chịu thoát đâu, mà cứ chấp không à. Chấp nặng để thành phiền não không à. Thoát thì sanh an lạc, mà chấp thì thành phiền não. Hiểu chưa? Nó nên mấy bà cứ nghe hoài à, mà cười mấy bà vỗ tay đồ không à. Cái vỗ tay là nó cũng là một bài pháp. Là gì? Là bị dỗ cho những cái phiền não chấp trước bay đi. Hiểu không? Vỗ tay có nhiều cách rất là hay. Vỗ tay giúp cho người bên cạnh ngủ gục được tỉnh, cũng có duyên có phước là điều thứ nhất. Vỗ tay cho tất cả những phiền não tham sân si trong tâm mình bay đi, cũng đúng nữa, đúng không? Và vỗ tay cũng là một phương pháp sanh tâm hoan hỷ, đi vỗ tay cũng là đúng luôn à, đúng không? Các vị thấy không, cái một cái việc vỗ tay thôi mà tu phước tu duyên quá trời. Nhưng mà mình không hiểu thì mình chỉ có biết vỗ tay, nhưng mình không biết cái nguyên lý tại sao mình vỗ tay. À, đó, nghe rồi mà cỡ mở ra. À, Phật pháp là gì? Tu là tu gì? Tu sửa. Sửa những cái chỗ nào mà bản thân mình bị vướng thì sửa lại. Giống như chiếc xe vậy đó. Chỗ nào hư thì sửa. Xe đi cũng hư mà. Nghe không? À, bánh xe khi cũng sẹp bơm lên. Còn con ốc chỗ nào bị lờn dặn lại. Con người chúng ta tâm ý mình cũng vậy. Có những chỗ nào nó lệch, chỉnh nó lại, điều chỉnh lại. Hiểu không? Đòi hỏi là bạn chịu điều chỉnh hay không. Nếu không, còn không điều chỉnh được lại đây tôi chỉnh cho. Lỡ tôi hỏi lại đây coi chỗ nào lệch. Nói đi chỗ nào. Đứng cười cười hoài. Tại sao vậy? Đức nói vậy là không có lệch đúng không? Vì cười là nó hết lệch rồi. Hiểu không? Nó nên người xưa anh ta để tử quỳ xuống thỉnh pháp. Con bất an quá, xin Ngài an tâm cho con. Nó ông đem cái tâm ở đây tôi an cho. Tâm đâu mà con đem ra được, tôi an tâm cho ông rồi đó. Ý là gì? Đã không có đem cái tâm ra được vậy lấy cái gì bất an? Cái bất an là từ đâu? Là do tại ông chấp thành bất an. Vậy chứ ông đâu có cái bất an đó đâu, mà tại vì ông chấp mà thành bất an. Vậy ông đem cái bất an ra cho tôi, không đem được vậy thì an rồi. Đã không đem được là không có. Thấy chưa? Hiểu không? Nó không có mà do chấp mà ra. Nó nên chị em gặp nhau trong cái cuộc đời này, tương yêu nhau thì đều quá quý, đúng không? Mình là người tu, mình khôn nhất là cái gì? Đừng có bao giờ gặp ai mà cảm thấy bị nặng nề. Vì nặng nề là chỗ trước. Khôn nhất là đừng có cái gặp người khác bị nặng nề. Bản thân mình đừng có đòi hỏi người ta. Người ta nặng kệ người ta. Có khi người ta là cao thủ rồi sao? Mình yếu, mình đừng có làm cái chuyện đó. Hiểu không? Cả vợ chồng cũng vậy. Mình về mình nói thôi ông ơi, tôi sai à. Tôi thấy những việc ông làm tôi nặng nề. Ông đi nhậu về, ông ói mửa tôi cũng nặng nề. Bây giờ tôi nghĩ hiểu à. Tôi đâu có nhậu được như ông đâu, mà tôi hiểu được cái việc ông nhậu. Ông cũng có cái khó của ông. Thôi ông nhậu gì ông ói mửa thì tôi hốt. Vừa hốt mà vừa hát cái bài hát ấy. Thoát đi, thoát đi, đừng nặng nề. Thấy chưa?
Niệm Phật cũng là thoát thôi. Bây giờ hát cái bài đó nó vui. Thoát đi đừng đặng đề. Còn nó ói bữa tùm lum mình nói hôm đi đừng đặng đề. Đúng không? Mình làm sao miễn mình vui thôi chứ. Trời, nhiều người ta ngưỡng mộ vì nó công nhận vợ chồng gì nó nhậu xỉn say, nó ói mửa vậy mà con nhỏ này nó hay thiệt. Nó chờ nó vừa hút mà nó vừa ca, mà nó ca cái bài gì mà từ xưa chưa từng nghe. hút đi đừng năng đề. Em không? Hồng mấy cái câu này hay lắm nghe quý vị. Đó là phương pháp đó chàng. Nó quay về niệm Phật nhưng mà có nhiều phương pháp để áp dụng mình, để mình có thể cởi mở nhẹ nhàng vui đó. Nên có khi niệm Phật lâu lâu mình nghe một bài nhạc thoải mái nó cũng thư giãn. Chứ đâu phải nghe nhạc là có tội. Mình nghe miễn mình thư giãn được là đó là tốt. Có khi mình bắt bài nhạc thiền nhẹ nhẹ lên, ti 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 ti, nó nhẹ gì đâu, nó thoải mái gì đâu, đúng không? Tự mình nghe ti 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 mình nhẹ nhàng. Mình dùng nhiều phương pháp, ví dụ như có khi mình căng thẳng ngoài đời quá, có khi mình nằm xuống, mình buông xuống vạn viên, bắt cái điệu niệm Phật nhẹ nhất luôn. Rồi mình nghe cái điệu niệm Phật đó, giống mình thả hồn theo cái câu Phật hiệu đó để mình buông xuống vạn duyên. Rồi trong lúc 5-10 phút sau, đầu óc mình hoàn toàn hồi phục lại liền, trạng thái tỉnh táo lại. Cái đó là một phương pháp đó chàng. Tại sao quý vị nói thầy sao mà cả ngày giảng pháp rồi bao nhiêu việc giải quyết, từ 1:30 có khi làm việc tới 10:00 tối luôn. Vậy đó mà xuyên suốt. Có khi tắm mà chỉ được có 7 phút tắm. Kinh khủng không? Nó nhanh đến mức như vậy luôn. Phải tranh thủ, tại hạn giờ, dắt giờ công việc. Nên phải tranh thủ mỏi mặt. Nên từ nơi đó mà vậy mà sao lúc nào thầy cũng lên giảng pháp và vui. Vì sao? Vì lúc Nhân Đức ngồi trên xe, chạy xe hay ngồi xe thì Nhân Đức cũng buông xuống. Trong lúc 10 phút Nhân Đức thư giãn được đầu óc. Khi Nhân Đức đang chạy xe vậy thôi, Nhân Đức không có còn suy nghĩ một chút qua cái hộp cái gì, để Nhân Đức thư giãn đầu óc á. Nhẹ nhàng chạy xe thôi. Còn nếu ngồi xe thì Nhân Đức nằm xuống, Nhân Đức buông xuống hết trơn. Trong vòng 10 phút Nhân Đức qua hộp ngon lành, đầu óc Nhân Đức hoàn toàn hồi phục lại luôn trong vòng 10 phút. Đúng là hồi phục trong một nốt nhạc. Hiểu chưa? Nên quý vị biết người tu mình nó đạt cái trình độ như vậy đó, nó an lạc lắm. Nên từ nơi đó mà chị em đều đến nhau trong chùa tu nè, có cái duyên đặc biệt lắm. Mà duyên á, nó như một đoạn đường. Duyên nó như một đoạn đường, đừng có buồn. Tại vì sao? Vì cái đoạn đường thì có những lúc mình đi khởi đầu nó là gồ ghề, nhưng chưa biết đoạn đường này gồ ghề hoài nghe. Nhưng khi đi một chút nó lại đi đến con đường bằng. Mà con đường bằng này cũng đừng nên quá tự hào, cẩn thận. Có khi chạy một chút nó gặp ổ gà. Ổ gà xong rồi mình chạy một chút, có khi mình đến con đường bằng. Trong cuộc đời của người mình bằng gồ ghề ổ gà, thì giống như con người đến với con người, có những lúc thì rất là thăng mặt. Như bây giờ quý vị rất là quý Nhân Đức, cái duyên này Nhân Đức cũng không biết chừng nào nó hết. Nhưng mà ai biết được, vài bữa ghét cay ghét đắng, chửi cha mắng mẹ, chữ tá lả âm binh, chưa biết có nghe. Khi nó hận thù, khi nó ghét rồi nó ghét kinh lắm. Trong cuộc đời quý vị đã từng thương chồng mà, quý vị có bao giờ suy nghĩ rằng bây giờ mình lại hận chồng đến mức đó đâu. Nhưng mà có những người rất hận người đàn ông mà mình đã từng thương yêu. Ai mà nhắc tới cái tên đó một cái mình nói im. Để chưa tỉnh cái bà kia giật mình của tỉnh luôn. Cách giảng pháp ghê thiệt chứ. Để chưa cái bà cũng gục, im một cái là giật mình. Quầy giáo giác. Không biết chờ chăng gì mà kỳ cục cái chợ. Được chưa? Cái cách này gì ngừ thấy ghê không? Nó mình nghe tên một cái mình đang uống ly cà phê ngon thấy ghê. Tự nhiên nhắc cái tên mình nói im cho tôi. Cà phê này trở thành đắng rồi. Nghe tên cái thằng này là tôi muốn tức lên. Ôi ơi, tức quá. Mà không ngờ người này ngày xưa mình thương kinh khủng luôn. Có khi một ngày mình gặp mặt là mình ôm mình hung cái mặt. Hung chồng hung lia lịa. Rồi khi mình đi làm gì mình cũng đưa cái mặt hung em cái đi. Có không?
Đó. Tất cả cái này những đức đều biết. Nhớ vì biết đó nghe. Mà không ngờ sau này mình lại hẳn đến mức gì. Nên trong cái cuộc đời này của chúng ta sống cũng như con đường mình đang đi. À, con đường mình đang đi thì mình phải sửa. Cái con đường mình bắt ai sửa? Mỗi người chúng ta đi trên cuộc đời này là mỗi người đang đi trên một con đường của mình. Nói là đi chung đường, chứ thật sự thì mỗi người đang sửa con đường của mình. Tại vì mỗi người mình đều có cái đúng cái sai. Thì cái nào đúng thì phát triển, cái nào sai thì sửa lại. Chúng ta chứ đâu phải là mình đi con đường sai rồi cái đầu mình cứ dẫm đến con đường sai. Mình hãy sửa lại thì nó đúng thôi. Những cái ý nghĩ sai lầm không vừa bụng nhau là không đúng. Đã là không đúng thì điều chỉnh lại. Nên lỡ đây nghe hoài mà không cái nào không ổn lỡ đây. Nên từ nơi đó điều chỉnh lại thì nó đúng mà, nó tốt rồi. Vì thấy không? Một bài chia sẻ Phật pháp thôi bao nhiêu tư tưởng chưa? Tư tưởng quá trời luôn mà nghe lại thấy hấp dẫn. Vì hồi đó tới giờ mới bị đi coi ca nhạc hát ca, bị coi ngày xưa chưa biết Phật pháp coi thấy thích, chứ bây giờ bị coi cái này mới thích này. Nó vừa áp dụng trong cái cuộc đời mình và nó vừa quá nhiều nhân sinh. Và nó vừa đi đến cái chỗ giải thoát cuộc đời. Thôi ơi, bởi vì Phật pháp là giá trị, giá trị lớn nhất rồi đó quý vị. Hiểu không? Nó nên nghe gì rồi mình được lợi. Mà khắp nơi nơi người ta đang nghe trực tiếp được lợi. Rồi bài giảng này làm ra bao nhiêu người được nghe nữa. Nó nghe đi để rồi cởi mở. Nó cởi mở ra. Cởi ra. Thí dụ như quý vị nè, có những lúc quý vị bận đồ dày quá, 2-3 chiếc áo, vì thấy nó nóng đúng không? Quý vị cởi bớt ra thì nó mát đúng chưa? Đã là nóng rồi mà còn không biết cởi ra thì dễ quá. Nên người ta bán đồ người ta mới biết được mùa đông là đồ sáp. Mùa nào người ta bán theo đồ nấy. Đó. Nên từ nơi đó mỗi buổi tối ngủ bận đồ nhẹ nhàng để nói với mình, mỗi một đêm ngủ cuộc đời mình là nên nhẹ nhàng như khi mình gần chết. À, phải không? Nhiều cô ở đây khi mấy cô ngủ mấy cô bận đồ mỏng không? Đồ nhẹ nhàng đúng không? Ít gì cũng có một cái bộ đồ nhẹ nhàng của đồ ngủ. Hiểu không? Mà bớt đồ nữa chứ. Bớt nhiều loại đồ. Thì mấy cô hãy tự hỏi lại mình. Một ngày chấp nặng quá. Tối về buông bớt đi. Không, đó. Đoạn đồ mà còn là một phương pháp. Để nhắc mình nữa chứ. Vậy mà mình đi ôm để vô tâm mình nhiều thứ làm gì à? Nên cái tâm mình không có sáng được là do ôm quá nhiều thứ để làm mình bận tâm. Còn cháu mình nó có phước hết trơn á. Có phần không cần gì lo. Tạo duyên phước cho nó mới là người trí. Chứ không phải là bản thân mình đi ôm chịu. Ôm chịu chi à? Người ta không biết tu là người ta ôm chịu con. Là người ta cứ nghĩ con, tương lai của con mà đời người ta cả đời phải khổ. Rồi đi đọa lạc, mình không có làm chuyện đó nữa. Mình là dạy con mình đạo đức, dạy con mình thiện tâm. Chứ bản thân mình không phải là ki cỡm nặng nề để mong con mình sau này không thua xúc người khác. Có tiền nhiều cũng thua người ta nữa. Vì thiếu đạo đức là thua, bị người ta chửi. Dù con mình nghèo nhưng vẫn được người ta thương. Vì sao? Con mình có đạo đức. Cho con mình cái giá trị đạo đức là một món quà tinh thần lớn nhất của cuộc đời này. Đời này. Hiểu chưa? Khổ chi à? Khổ chi mà tối ngày cứ đi lụm lặt rồi bản thân mình khổ cả đời. Không, mình sống vậy con mình sẽ sống như vậy y rang. Đời mình sống tự tại con mình sẽ tự tại theo. Cái gốc đã như thế nào thì cành lá sẽ ra như vậy. Quý vị muốn con quý vị tự tại như quý vị thì quý vị hãy tự tại đi. Còn nếu quý vị muốn con quý vị khổ thì quý vị hãy nặng nề đi. Nên từng đời ông bà chúng ta từng đời đều khổ hết trơn. Tới đời chúng ta điều chỉnh lại, điều chỉnh lối sống lại đi.
Trời ơi may mắn được có người giảng pháp kiểu này cho nghe. Đúng không? Cái câu này hồi xưa nhà Đức nói nhiều lần, quý vị có thấy ai giảng nói câu này không? Ai mà ta giảng ta nói câu này lắm. Ta sợ bị đụng chạm ông bà. Con người mình sai thì phải nói chứ. Sao mà không nói? Mình đừng có nói với người còn sống. Nói người còn sống nó châm thọt mình mệt lắm. Khổ, phiền não. Đợi họ chết đi hả nói. Chết rồi thì nói. Mà cũng đừng có nên nói tên tuổi. Nói tên tuổi dòng họ họ kiếm chuyện mình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nguy hiểm. Thế gian này kỳ cục lắm. Nói mé mé thôi. Nói mé mé ai tránh được thì khỏi bị té. Hiểu không? Mà mình nói mé mé hiểu đi. Đó. Những Đức nhìn nói tôi không có nói đâu xa. Tôi nói đời của từng hai đời của dòng họ tôi nhìn được. Từ đời ông nội đời ba tôi thấy khổ. Cứ vì con vì cháu mà cả đời khổ thì ghê. Không có được một cái gì. Mà tôi nói tới đời tôi không có con. Nhưng mà tôi còn có nhiều nữa. Quá trời trong chùa. Hiểu không? Tôi lo quá trời luôn mà tôi có khổ không? Nó vậy thì quý vị có một hai đứa khổ gì à? Nó có phần phước của nó hết trơn rồi. Nè cái phần phước của con với mình, ví dụ như nó có 1 tỷ, quý vị cho nó 1 tỷ hay không cho nó 1 tỷ, nó cũng có 1 tỷ. Nhưng khi nó có 1 tỷ mà chính đôi tay nó làm ra thì nó sẽ thương quý vị. Vì nó hiểu cái công sức của cha mẹ nuôi nó cực. Còn vì để 1 tỷ cho nó thì nó không cần làm được 1 tỷ đó. Vì 1 tỷ trong mạng của nó đã có rồi. Quý vị cho nó 1 tỷ thì nó có cái phần của quý vị cực để lại cho nó. Nên nó không cần làm để có 1 tỷ. Mà nó cũng không cần cảm ơn, mà nó nói quý vị là có trách nhiệm phải để cho nó 1 tỷ. Khổ ghê không? Quá khổ. Còn bây giờ quý vị để đại nó cũng có 1 tỷ à. Còn nó trong mạng mà nó không có 1 tỷ. Quý vị có để 1 tỷ lại cho nó thì nó cũng xài tầm bậy. Nó đem 1 tỷ nó đi xả tầm bậy, ăn chơi hư hỏng xa đỏ. Vì trong mạng nó đâu có 1 tỷ. Vì đưa 1 tỷ nó là hại nó. Nên mà người xưa mới trí tuệ, nó nói để là cho con một cái đạo đức còn hơn để là một món tài sản lớn của cuộc đời. Nó hãy suy nghĩ rộng ra, bởi vì sẽ tự tại à. Con mình đi tu hay con mình không đi tu, nó đều số phận hết trơn. Nó tu chừng nào nó nghĩ tu, nó có số phận hết trơn. Cái gì nó cũng có sẵn hết trơn á. Vì mà còn không chịu tự tại nữa mà còn đi khổ đau làm chi? Cái này học Phật phải cởi mở ra. Không cởi mở ra thì cả người tu như những Đức cũng khổ. Cạo cái đầu rồi mà còn khổ, nó không biết còn cạo cái gì đi. Bây giờ nó cạo cái đầu mà chưa buông xuống được, thấy lông chân còn trơ luôn. Còn chỗ nào cần để thì để lại. Nên mô Phật khó u xả Phật ơi. Cái đầu con cạo mà con không xả được cái giống ôn gì hết chứ. Còn lông chân có mấy cọng leo que con chơi luôn. Cuối cùng Phật nói kiểm nghiệm lại cái tâm con để xả. Chứ cạo cái đó mày cũng chưa chắc xả đâu con. Hiểu chưa? Nó nên mỗi một con người mình nhận thức lại hiểu. Nguyên lý là hiểu thôi. Vì nghe nhà Đức nói nó có tình có lý không? Tình lý mà. Tình lý thì áp dụng đi. Đó. Nên hãy sống ngày hôm nay cho đẹp. Đừng sống ngày mai đẹp. Sống ngày nay đẹp mới đúng. Vì ngày nay ta còn sống. Ngủ đêm ngày mai biết có sống hay không mà để ngày mai đẹp. Trời là trời. Khổ ghê. Ngộ ghê. Có cái bà kia. Cái bà kia, bà có tiền bà mua được một cái bánh ngon bà ăn của ngày nay rồi. Mà bà nói không, mua một phần cái bánh đó thôi. Bà ăn xong bà thèm kinh khủng luôn. Bà nói để bữa nào đi mua nguyên cái bánh này. Đúng ra bữa nay bà mua được cái bánh bà ăn rồi xong rồi đó. Là cái thèm đó xong rồi. Nhưng mà bà mua có một chút bánh bà ăn, bà ngủ một đêm ngày mai bà chết queo.
bà không có cơ hội ăn nguyên cái bánh. Đúng là thê thảm thiệt. Kinh không? Chúng ta hôm nay ăn được thì mình ăn đại nó cái bánh đi, để rồi khỏi suy nghĩ cái chuyện thèm cái bánh. Thôi mình làm ma thèm bánh, đúng không? Nó, bởi vì tôi nói là cái lúc nào mà tôi ăn được cái gì là tôi ăn. Tôi không có để bỏ qua cơ hội. Nên bỏ qua cơ hội, biết mình có cơ hội đó không? Hôm nay niệm Phật được là niệm liền, hôm nay nghe Pháp được là nghe liền, áp dụng liền ngày hôm nay. Vừa mới dặn ai nghe thầy kêu đừng có dặn là ngày nay, áp dụng liền. Chứ không có nói để từ từ thầy. Không, không có từ từ. Từ từ mà tối nay chết sao? Thấy không? Từ từ mà tối nay nó chết, nó mang cái quán hận nó thành túc nghiệp. Túc nghiệp nó nguy hiểm. Thấy chưa? Túc nghiệp nó nguy hiểm dữ lắm. Nó tạm nghiệp thì xử lý liền, đừng có để thành túc nghiệp. Túc là nó âm sâu vào cái tâm nghiệp, còn tạm nghiệp là tạm thời, phải xử lý liền. Sao nói gì nó cũng vô. Hiểu không? Nó nghe nghe không? Vậy rồi lương tâm mình nó nhẹ nhàng. Chứ đừng có nói từ từ. Trời ơi, ngày giờ quyết dứt liền, thôi dứt, chờ đợi cho xong, biết chừng nào xong. Dứt. Hiểu không? Được coi. Có cái cô kia, con có lỡ đứng gần vậy đấy, con nói dạ thưa thầy, hồi đó giờ con muốn chụp hình với thầy boy mà rồi con ngại sợ xin thầy nói gì không, Đức nói muốn chụp không, muốn chụp liền. Chụp liền, chụp liền thôi. Con nói thôi thầy sợ ngại bữa nào đi, không sợ mai chết quá. Bây giờ là chụp liền nè, nắm tay gịch lại chụp liền. Nó chờ chờ con không ngờ thầy còn ham chụp hình nữa con. Ừ tôi ham lắm. Kêu lại chụp liền. Tại vì sao? Biết đâu tối nay chết thì sao? Lúc đó thì cái trong lòng nó tờ phải chi chụp với thầy bôi hình kỷ niệm. Cuối cùng giờ thầy cũng chết queo. Nó không, cuộc đời con người có những cái. Ở trong cái cuộc đời này, những gì làm được thì làm liền. Còn từ khi những việc mà không làm được, còn cái của nội tâm mình là mình làm được. Chuyện này là cái của mình, nên mình buồn ai, mình giận ai là mình xả liền, chứ không có nói dòng do. Hiểu không? Chuyện này của mình mà, trong tầm tay mình mà, quyết định mà, phải không? Sao mình không chịu giải quyết? Tầm tay mình mà quý vị. Trời, cái bài pháp này nó đặc biệt ghê. Hiểu không? Nó nên những vị trưởng đoàn á, giúp nhau cách này là hay. Ví dụ như trưởng đoàn thì ai cũng trưởng. Trưởng đoàn thì ai cũng trưởng. Vậy thì nên giúp cho mỗi một người có cái sức trưởng, để kết hợp lại thành Như Lai thần trưởng. Tại vì ai cũng có khả năng trưởng, nên mình kết hợp lại thành Như Lai thần trưởng, thì nó thành cao thủ trưởng hết. Thì nghiệp nào đến gần mình trưởng nó cũng văng hết. Thì kết hợp lại thành tất cả những người trưởng đoàn. Thì bằng cách nào? Chị em làm trưởng đoàn, trưởng đoàn. Người đến trước, người đến sau nghe pháp. Có những người đến ở qua đêm, có những người nhà gần gần chạy lên liền, có những người thì hoàn cảnh nhà phải đến trễ, có những người rước người mau, có những người rước người lâu. Thì chúng ta là trưởng đoàn gặp nhau, chị em mình đều là trưởng đoàn, đều phải ủng hộ thầy thuyết pháp. Thôi chị đi đến trễ, em cũng dành giùm hai chỗ cho chị. Thì mình thân với nhau liền, cái gì đâu trời, mấy bà này không biết cái gì chân trời. Hiểu không? Rồi trong cái nhóm đi chung á, mình thấy có những người người ta quá thích ngồi phía trên mà người ta không ngồi được. Mình bàn lại nhau trong chị em mà thân thiết với nhau, chị em quen á. Này, trong nhóm chị có hai người mà cũng tội nghiệp, hồi đó giờ không có được ngồi trên gì. Thôi em giúp giùm bây giờ ha, chị ngồi ở phía sau xa xa chút cũng được. Nhưng mà cho hai người này bữa nay lên phía trước một chút đi. Chị em giúp giùm nghe, cho hai chỗ nghe. Đó, kết hợp giúp nhau. Rồi cuối cùng ai cũng được. Vậy thì ai cũng thuận nhau. Thì đi tu, thầy giảng gì, mình làm gì, thầy ông cũng vui, mà mình cũng vui. Đúng không? Đó là với cách để kết hợp lại nhau. Vậy thì mình mở rộng tâm lượng đặc biệt quá. Nên ở bên hộ pháp bữa nay là buổi chiều là thứ bảy là những đức bố trí cho mấy thầy mấy chú đồ lên lóc nhà.
cho mấy cô nào mà vị trí mình mà lên ngồi là cố định luôn, nó khỏi có cái kiểu mà mấy chú ông đang lễ Phật mà tự quy y, lúc tự quy y là xí dỗ kỳ. Không, những đức tính cái gì là tính cho nó thẳng gốc luôn quý vị, chứ đừng có lì ề chi. Còn mấy chú thì tu chỗ nào không được, nó cho mấy ông lên trên để cho nó ổn định, nó rồi cho mấy cô thôi kệ đi. Mà những đức dạy như vậy thì mấy cô nên suy nghĩ lại. Thật sự mà nói, ngồi phía trên nghe pháp ai không thích, nhưng vì không có chỗ thôi. Nó thật sự mình nên nghĩ cho nhau một chút, người nghĩ nhau một chút cho nhau, bản thân mình cũng được mà người ta cũng được. Vậy thì cái tình chị em nó đặc biệt lắm. Nên những đức ở bên kia sắp xếp ban bệ, trưởng ban những đức bắt phải họp. Vì nó họp trưởng ban nó thuận thì mấy cái đứa nhỏ nhỏ kia nó không có canh nhau, chơi nhau. Còn trưởng với trưởng mà đụng, là một tên trưởng với tên trưởng mà đụng nhau là nó kéo một dàn binh nó đi đánh. Tại nó dẫn đầu nó kêu giết. Thì nguyên đàn em nó kéo theo chứ sao, thì đàn em nó theo đàn anh chứ. Thì anh đi đâu đi, em đi theo đó, hiểu không? Nên mình mà trưởng mà nghịch nhau là ban kia nó nghịch nhau hết chứ. Nhớ đi tu mà nghịch nhau chỗ này nguy hiểm lắm. Ví dụ tên bà Én với tên của chị Chim. Chim Én. Mà chị Chim với chị Én nghịch nhau thì cuối cùng dẫn nguyên đàn cò theo. Một bên dẫn đàn cò chứ, đúng không? Mà Chim Én mà hợp thì tức khắc cò cũng hợp. Nên trước nhất là cái đầu với cái đầu phải hợp, để đàn em nó đều hợp. Vậy thì nó thuận quá, vui quá, nó đặc biệt quá, tu vị sanh công đức. Từ các cháu nhỏ này, từ còn bé gì, mà nếu mà duyên mà gặp được pháp niệm Phật mà các cháu nó thích, mà nó niệm Phật là phước duyên sau này lớn dữ lắm. Chính bản thân những đức mà 29 tuổi mới gặp pháp môn niệm Phật, tu hành mấy năm thì chuyển số mệnh, thay đổi số mệnh. Còn thầy ở trên chùa Quan Âm tu 20 mấy năm, mà thầy gặp pháp môn niệm Phật ngày tu mấy năm là ngày hình thành một đạo tràng niệm Phật, mà thầy nói rằng tu các pháp khác 30 năm cũng không hình thành được bằng. Thì vì biết rằng là cái công đức niệm Phật nó lớn cỡ nào, mà từ cái công đức đó nên phước duyên cái người niệm Phật lớn dữ lắm. Nhưng mà mình là người niệm Phật là quý vị phải đặt lòng tin cho nó cao. Từ cái lòng tin mà nó sanh ra công đức nhá. Lòng tin sanh ra công đức. Giống như mình học cái nghề nào mà mình đặt lòng tin mình học cho bằng được thì học được. Cái được đó là công đức. Còn mình niệm Phật mà nó sanh công đức phước duyên thù thắng là ngay lòng tin. Tin kiên cố. Mà lòng tin mà nó kiên cố là nó gặp những cái sự cố trong cuộc đời mà vẫn niệm Phật, nó vượt qua một hai lần. Mỗi lần mà gặp sự cố gì cũng liều mạng niệm Phật, niệm giết nó vượt qua rồi thì mới tính. Mà nhiều lần vậy rồi lòng tin nó kiên cố. Mà khi lòng tin nó kiên cố là tự tánh nó hiện lộ công đức phước duyên. Tại vì cái công đức ở trong tự tánh, nhân duyên phước báo trong tự tánh, mà nó không phát ra được cái duyên phước và công đức là do gì? Chúng ta bị chướng. Mà câu Phật hiệu này nó quá giải cái chướng. Mà tin chân thật niệm thì nó quá giải chướng. Cái chướng của chúng ta là chúng ta đặt vào những thứ khác mà không đặt ngay Phật. Nên bây giờ mình tập đặt ngay Phật, đặt cái tâm ngay Phật. Thường đặt cái tâm ngay Phật thì nó giải chướng. Cái chướng là từ tâm, mà cái tâm nó đặt ngay Phật rồi thì cái chướng nào mà không quá giải. Nên muốn quá giải cái nghiệp chướng là phải đặt cái tâm ngay Phật.
Thí dụ như vị để ý mà từ chướng chồng, chướng vợ, chướng con, chướng bạn bè, chướng nhiều thứ là do tâm mà ra, không có gì, phải không? Do ngay cái tâm mà ra không. Thì muốn giải chướng thì phải đặt tâm ngay Phật. Lấy cái tâm đặt ngay Phật thì giải chướng. Buồn phiền khó chịu cũng là ngay tâm mà ra. Thương yêu cũng là ngay tâm mà ra. Thương yêu xong rồi hận thù cũng ngay tâm mà ra. Nên Phật mới nói là tất cả pháp từ tâm tưởng sinh. Nếu mà cái tâm này đặt ngay Phật thì nó sinh các pháp, mà thiện pháp, mà thiện pháp mà nó sanh thì công đức phước duyên hiển lộ chứ làm sao. Mình là do gì? Nó ít phát thiện pháp, nó ít phát thiện pháp. Con người mà nó ít phát thiện pháp là do gì? Nó bỏ câu Phật hiệu. Chứ nếu như mà mình đặt tâm ngay câu Phật hiệu là nó phát thiện pháp nhiều lắm. Nó thường nghĩ thiện, nó nghĩ những điều thiện, điều tốt. Nó nghĩ những điều mà người ta nghĩ không có tới. Tại vì cái danh hiệu Phật vô lượng, mà mình đặt tâm ngay danh hiệu Phật thì cái trí của mình nó cũng thành ra vô lượng. Mà cái trí nó vô lượng, nó phát nhiều thứ thiện pháp mà nhiều người nghĩ không có tới. Nên cái gì mà vô tay mình đều làm được hết chứ. Là vì cái tâm mình đặt ngay Phật mạnh quá. Nên một con người mà muốn giảng pháp chuyên tu là người phải đặt tâm ngay Phật. Vì ngay cái Phật tánh mình nó hiển họ tất cả pháp. Mà mình mà không đặt cái tâm ngay Phật thì sao mình thuyết pháp? Mình sẽ thuyết vòng vòng, mình thuyết tứ tung, mình nói tá lả âm binh, mình nói những văn tự nó không hành trì được. Đó là văn tự mà mình đọc mà không làm được, mình đem những văn tự đó mình giảng. Còn nếu như mà mình đặt tâm ngay Phật là nó hiển lộ tự tánh, rồi nó sẽ nói ra cái pháp nào mà mình tu được, nó nói ra cái sự hành trì được, thì người ta nghe nó mới thu nhiếp. Nên muốn giảng mà chuyên tu, chuyên niệm Phật, tuy nói là câu Phật hiệu vậy dễ dàng, nhưng mà không có dễ. Vì giảng có ra được câu Phật hiệu. Muốn giảng ra được ngay câu Phật hiệu là phải niệm Phật. Nhớ, phải niệm Phật. Có những người hỏi Nhân Đức, thầy giảng hoài vậy thầy có thấy ngán không? Thầy giảng niệm Phật hoài mà sao thầy không ngán? Chứ tôi giảng có 2-3 lần là tôi ngán lắm. Nhân Đức nói, tại ông chưa có nếm được danh hiệu Phật nên ông ngán. Chứ nếu ông nếm được bổ nguyện là ông có ngán. Tại vì phàm phu mình không có thể nào thâm nhập được cảnh giới của Phật, sao ngán? Mình có nói hoài mình cũng không thâm nhập nổi. Chỉ là nói mé mé ngoài chút chút thôi, và bổ nguyện thôi. Chứ làm sao mà thâm nhập được cảnh giới của Phật mà ngán. Nên cả đời cứ tán thán bổ nguyện của Phật đi, càng tán thán càng thích. Càng tán thán càng thích mà. Vì thấy ngày nào như Đức cũng giảng 2 buổi là có Phật hiệu không chứ gì. Mà giảng quanh năm, giảng hoài. Mấy vị cũng nên nghe hoài. Nên nghe hoài đi. Có người hỏi Nhân Đức, ủa sao mà nghe hoài chi vậy? Rồi Nhân Đức hỏi gì, ông muốn làm Phật không? Dạ muốn. Thì muốn làm Phật thì nghe. Vì mình là đang phàm phu, đang niệm Phật thì mình phải càng tán thán Phật để mình niệm Phật hoài. Mình niệm chừng nào mà tới ngày cuối cùng mình giáng sanh. Có cô kia có nói rằng, thầy ơi, nói niệm Phật giáng sanh mà con cũng tập theo thầy, cũng nín thở, cho thấy ớn quá. Lúc mà nín thở là lúc mà nó bật thở ra độ. Công nhận con nghĩ đến cái chuyện mà lúc mà nín thở thiệt, sợ gì đâu. Nhân Đức nói, cô yên tâm đừng có sợ. Cô chỉ cần tín nguyện niệm Phật khi cuối đời cô, là Phật rước cô khi cô chưa nín thở. Cái người á, mà nín thở Phật mới rước là cái người này kém quá. Thân chung ấm giảng sanh. Nín thở mà Phật rước là thân chung ấm giảng sanh. Còn cái người mà tín nguyện giảng sanh là không có phải nín thở, là Phật rước trước khi nín thở. Nhớ nha. Này là 100% luôn. Nhân Đức thường nói câu nào thì Nhân Đức nói 100%. Tại vì nó quyết đoán mạnh luôn á. Vì sao chúng ta cũng mạnh dạn quyết đoán gì? Vì nói rằng người giảng sanh tự tại. Mà tự tại thì sao nín thở?
Nín thở đâu có tự tại. Nên Phật rước là rước cái lúc mình chưa có nín thở, thì nó mới tự tại. Mình đang thở gì nè, mà mình thấy Phật đến rước mình, lúc đó mình mới chào mọi người, hoặc là trong lòng mình nói rằng Phật đã đến rồi. Lúc đó Phật rước cái tâm thức mình đi thì mình ra đi. Nên nói là ra đi tự tại là không có nín thở, hiểu không? Còn cái người mà nín thở là người này không có tính nguyện. Nín thở mà Phật rước là thân chung ấm Phật rước, mà thân chung ấm chua lắm, chua giảng sanh lắm, khó giảng sanh. Thân chung ấm, khi thân chung ấm là cái linh thức, mà linh thức thì nó không có mạnh bằng là cái lúc mình còn sống, mình còn thở, mình còn thở mình còn thấy Phật rõ ràng, nên thấy Phật đến rước. Đó là người tín nguyện niệm Phật đến cuối đời, Phật đến rước luôn, là thọ mạng đến lúc, chứ không phải là bạn chết. Giảng sanh là Phật rước lúc còn sống, chứ không phải là chết rồi Phật mới rước. Phật từ bi mà đâu có để mình chết gì cho nó khổ. Giống như cái phước duyên mình quá dày, tiền mình nhiều quá, đồ bặn chưa cũ là mình đã đi mua bộ mới. Cái nguyên lý của Iran vậy đó. Thì cái thân này chưa đến nỗi tệ quá là Phật đã ban bố cho quý vị cái thân khác ngon hơn, nó mới tự tại chứ. Còn cái người mà nghèo sơ nghèo sát, có bộ đồ bặn hoài, bặn đến mức mà cũ rách luôn mà còn may lại để bặn nữa, cái này đến lúc tả tơ thì nó mới là khổ. Còn mình phước duyên dày quá, chưa cũ mà đã mua đồ khác, đúng không? Đó. Nên niệm Phật là tu phước tu duyên lớn nhất. Đó. Có nhiều người nói rằng con có tiền bố thí cúng dường niệm Phật đi, con có cơ hội đi làm việc như người ta, không có bố thí cúng dường xây chùa chiền được, con không làm được những việc đó thầy ơi. Niệm Phật thù thắng hơn nữa. Nếu nghe như vậy thì tất cả người không ai bố thí cúng dường hết trơn rồi sao thầy? Nó cũng không đúng. Tại vì sao? Vì anh có duyên làm mà sao không làm như tôi? Sao tôi không đi niệm Phật? Không đi, tôi đi làm nhiều việc chi cho nó cực. Rồi tổ chức chương trình người mù thứ sáu tuần sau, thấy không? Rồi làm bao nhiêu chuyện, rồi lễ quý Quan Âm, rồi tổ chức bao nhiêu chương trình chi vậy? Sao tôi không đi niệm Phật đi? Niệm Phật là duyên phước thù thắng nhất. Nếu nói vậy thì mình an phận mình quá. Mà đã quá an phận mình vậy thì mình thành tu tự lực. Tại vì mình không có duyên nên mình tự lực tu, mình lo niệm Phật thôi. Còn nếu mình có duyên làm việc việc như dẫn ta đi tu, bố thí cúng dường, làm việc thiện việc tốt, có tiền làm được, mà mình không làm, mình thiếu tâm từ bi. Giống như có một vị có một vị này, câu chuyện này á, thành tựu cũng thù thắng lắm quý vị. Nhưng mà trong thời cuộc đó mình tin chắc là nó phải có vấn đề, nên ông mới làm cách này. Cái vị này ông giàu dữ lắm, rất là giàu luôn. Cái ông niệm Phật giảng sanh quý vị, ông đem của cải vật chất của ông để lên chiếc một chiếc thuyền, xong ông đẩy ngoài biển. Rồi ông làm chiếc thuyền của ông là nó ra tới biển, sóng nó dập, và nó cái đáy thuyền nó bị nứt ra. Rồi lúc đó nó chìm của cải xuống dưới đáy biển hết luôn. Rồi từ đó về sau gia đình của ông sống an phận. Ông không sống trong của cải vật chất mà ông sống an phận. Mỗi ngày ông đan dài cỏ để bán, sống qua ngày. Khi ông giàu thiệt giàu không làm gì đó. Sau này gia đình của ông giảng sanh thù thắng lắm. Người thì cách giảng sanh này cách giảng sanh kia thù thắng lắm. Người cha muốn giảng sanh thì kêu một con về, vừa kêu một con thằng con ngồi trên lưng cháu giảng sanh. Xong người cha nói trời, tao định kêu nó về, nó lo hậu sự cho tao, nó đi còn trước tao nữa, bây giờ tao phải lo cho nó. Vừa lo xong thôi vậy tao đi trước nghe mày. Cái ổng đứng ổng đi tự tại vậy đó, nghĩa là sanh tử tự tại, không muốn đi giờ nào họ đi, à đi giờ nào đi vậy đó. Thì quý vị thấy rõ ràng họ không có dùng tiền tu phước duyên cái gì chứ, mà họ an phận, họ sống, họ lo niệm Phật giáng sanh không, mà cả gia đình của họ ra đi tự tại gì không, ghê không? Câu chuyện đọc rõ ràng luôn.
Nhưng mà lâu quá không có nhớ tên nhân vật. Nhưng mà câu chuyện nó có thật là như vậy đó. Thì quý vị biết rằng là có những người đi tu phước duyên đầu này đầu kia mà cuối cùng mới giáng sanh. Tại vì sao quý vị biết không? Tu phước duyên chỉ ở trong lục đạo thôi. Nên cái người tín nguyện niệm Phật giảng sanh á, ở ngoài đó mà nắng cứ đi vô đây ngồi trước đi cho nó đỡ nắng, sen sen vô ngồi đại trong mát nha. Ở trong đây vẫn còn ngồi được, bước vô ngồi. Nên á, họ đi phước duyên đầu này đầu kia, đi tu phước duyên đầu này đầu kia, nhưng họ lại không gầy dựng tín nguyện. Còn cái người mà gầy dựng tín nguyện thì đi tu phước duyên gì nó cũng tín nguyện. Nên cái người mà tín nguyện niệm Phật giảng sanh á, khi tín nguyện đến mức kiên cố rồi đó, vì học cái gì nó cũng thành kiên cố tâm 100% luôn. Chính bản thân những đức đọc sách nào đi chăng nữa, những đức vẫn lấy văn tự đó đắp vào tịnh độ chứ, không bị ảnh hưởng một chút nào luôn. Những đức đọc sách chư tổ sư những đức có đọc chứ, nhưng mà những đức đọc những đức biết văn tự này đắp vô tịnh độ chuyên tu, văn tự này đắp vô tịnh độ chuyên tu, văn tự này đắp vào chuyên tu, cái này không cần thiết gọt ra, cái này cần thiết đắp vào. Cuối cùng những đức đắp vào giống như cái gốc cây đã chắc rồi. Còn những đức đi lụm cành lá hoa quả để đắp vào cái gốc đó, thành cành của hoa quả, thành hình thành một cái cây đẹp, chứ có tổn hại gì đâu. Nhưng mà do mình tín nguyện không kiên cố, không bồi được cái gốc cho chắc, mà nghe nhiều biết nhiều thì loạn. Thường là người ta lý luận văn tự không có sai, nhưng mà không hành trì được là sai. Cái này mới nguy hiểm. Thấy chưa? Lý luận văn tự thì rất đúng, không có sai, nhưng mà không làm được là sai. Còn quý vị nói cái mà người ta làm được thì nó mới là đúng. Thấy không? Là đúng. À, giống như quý vị làm việc như ma vậy đó. Nhưng mà quý vị làm người ta phái ghê á, ta thích còn hơn cái gì nữa, thì ma cũng chuyển thành Phật. Còn quý vị làm việc như Phật vậy đó, nhưng mà người ta ngủ hết trơn thì cũng là ma chứ gì. Ngủ hết trơn rồi còn gì nữa, nó không có nghe mà nó ngủ hết trơn, nó không chịu tu, thì nó từ giống hệt Phật mà thành ma, mà làm việc giống như là ma nhưng mà người ta lại chịu tu thì cuối cùng nó thành Phật. Không đơn giản nghe. Cái này á, nó phải có bản lãnh nữa lắm á, không có dễ á. Phải kiểm nghiệm trong nhân sinh, đi sâu sắc vào con người mới nhìn ra được. Nên mới nói là văn tự của chư Phật ít ai hiểu được, nên ba đời chư Phật hàm oán. Con người ta nó đặt vào vấn đề văn tự mà nó không nhìn qua căn tính, nên Phật mới vạch ra căn tính cho mình. Trong kinh giáo Đức Phật nhắc mình, thờ của Đức Phật còn tại thế thì trì giới luật thành tựu, 1000 năm sau thì thiền định thành tựu, mà cũng đều trì giới luật vẫn làm chính đó. Nhưng mà nó thay đổi lại một chút là đi từ thiền định mới trì giới, còn kia trì giới đi vào thiền định. Thờ Đức Phật là trì giới đi vào thiền định, 1000 năm sau thì thiền định đi vào trì giới. Còn thờ mạt pháp thì niệm Phật đi vào trì giới, chứ không phải là trì giới niệm Phật. Ngộ ghê. Thấy chưa? Cái này mới là cái quan trọng nè, đột phá chỗ này nè, là niệm Phật đi vào trì giới. Nên có người hỏi những đức một câu: dạ thưa thầy, con biết tịnh độ gần 20 năm, xin hỏi thầy một câu, đoạn ngũ dục niệm Phật hay là niệm Phật đoạn ngũ dục? Những đức nói: ngồi chơi niệm Phật. Trả lời câu không dính dáng cái gì chỗ đó chứ. Chỉ cần có chữ đoạn thì là khổ. Nên tôi ngồi chơi niệm Phật được không? Đứng chơi niệm Phật được không? Đi vòng vòng niệm Phật được không? Thì nó khỏe. Thì cứ niệm Phật, tín nguyện niệm Phật, thì không đoạn nó cũng đoạn. Nên người xưa dạy: một ngày tu, một ngày sống, tối suy nghĩ lại những việc mình làm một ngày đó, những gì mình sai. Những đức thì nói ngược lại: niệm Phật luôn đi, nghĩ sai làm chi vậy? Cái thời cuộc đó, người ta nghĩ sai người ta sẽ sửa sai, vì người ta có bản lãnh sửa sai. Còn mình nghĩ sai mình chán, mình nghĩ tu luôn. Mình nghĩ sai nên mình nghĩ tu, mình chán quá. Tại vì mình tu hoài mà mình cũng sai nữa, nên mình nghĩ tới cái điều sai của mình một ngày nhiều quá,
nên mình thấy mình không có cơ hội vãng sanh, nên tự nhiên trong lòng mình buồn chán quá, mình muốn nghỉ tu, chán quá, hay mình không có cơ hội. Nên bổn nguyện niệm Phật của Thiện Đạo Đại Sư bị đọc đến là quý vị sẽ muốn niệm Phật. Lời dạy Ngài Pháp Viên Thượng Nhân, quý vị sẽ muốn niệm Phật liền, vì nó tích góp lại những cái quan trọng của tín nguyện niệm Phật, chứ không có mở rộng nhiều quá. Nó mở rộng nhiều quá mình mất phương hướng, nên nó đi vào thẳng vào tín nguyện thì tự nhiên mình thấy mình có cơ hội. Quý vị nhớ rằng á, ngũ dục là cái mạng của mình đó. Cái mạng của mình đang sống là ngũ dục đó. Tài là tiền, tiền dục, sắc dục, danh dục, ăn dục, rồi ngủ dục. Tới ngủ là nó dục liền, thấy chưa? Thấy không? Nói tới cái chữ ngủ dục là buông xuống. Tại ngủ rồi là dục ra biển luôn. Hiểu không? Nên vì thấy năm loại dục đấy không? Phải năm loại dục này là mạng không? Mạng sống không? Vì thử chặt thử một món trong năm cái đó đi, vì cho thấy cái mạng này là ngũ dục, mà ngũ dục tạo ra mạng này. Con người đến cõi đời này là từ ngũ dục sanh ra mạng này. Mà căn tính con người ở cõi này, căn tính là cái tính tình mình là ngũ dục. Rồi từ cái tâm tính đó mà thành hình ra cái thân tứ đại này nè, là ngũ dục. Chắc ngũ dục là cắt cổ mình. Bạn có đủ nhập niết bàn không? Vì bạn đoạn ngũ dục thì cắt cổ bạn đi, nó giao cắt cổ chết đi thì đoạn ngũ dục. Hãy bình tĩnh suy nghĩ nghe, đừng vội vàng nói thằng khùng. Phải nhớ đó. Hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ. Nếu quý vị thật sự tín nguyện niệm Phật giảng sanh thì ngũ dục đó nó chuyển biến thành tốt hết luôn. Còn nếu bạn không có cái tín nguyện giảng sanh thì ngũ dục đó là năm cái loại mà đẩy bạn đi vào tam đồ ác đạo. Tùy bạn thôi. Ví dụ như tiền, bạn có tiền bạn làm được nhiều việc tốt, đúng không? Người ta có bản lãnh nó đem tiền nó đổ ra biển á. Còn bây giờ bạn hỏi ngược lại tôi trong thời cuộc này, thời cuộc này tôi cần tiền, tôi không đem tiền đổ ra biển đâu, tôi lấy tiền tôi cho người kiếm thị. Cho mấy bà già ăn bánh đồ, cho mấy đứa nít ăn kem, nó mừng quá trời, sao cho nó ăn. Có tiền mua đồ ăn cho người ta ăn ngon ngon một chút. Như bữa nay cô Châu có nấu gì chứ ngon ngon cái vị ăn là cũng tiền chứ đâu, đúng không quý vị? Rồi thứ sáu tuần này nè, khiếm thị nè, phải lo tiền cho người ta nè, phải tiền không? Rồi tổ chức bao nhiêu chương trình, rồi lại Quan Âm 4 ngày, máy niệm Phật 20 ngàn cái trả tiền cho người ta, rồi tượng Phật đặt quá trời luôn trả tiền người ta, toàn là tiền không à. Thì trước nhất là cái câu đầu tiên là tài là tiền, tiền đưa tôi làm chứ. Thời cuộc đó giờ người ta đem ra biển bỏ, còn thời cuộc này đem đưa cho tôi. Ai buông xả xả tôi nè, tôi lụm chứ. Hiểu chưa? Vậy là quá tự tại rồi. Tôi buông xả chứ nha, đưa đây tôi lụm. Xả tôi hốt sạch nhách hết trời tử. Tôi làm cho thấy. Nuôi người mập mạp trắng trẻo nít vô chùa, người ta về là ở đây người ta coi con người ta mừng. Còn sáng sủa. Nó quý vị thấy không? Phải bỏ điện thoại được không? Bằng chứng cho quý vị đó, những đứa nuôi của nít bỏ điện thoại được không? Nó còn đòi ở lại kìa. Nhiều đứa nít nó đòi ở lại kìa. Nó xin có một tuần mà ba mẹ đến rước nó đòi ở lại kìa. Nó có xài điện thoại đâu. Sao về nhà quý vị xin nó xài điện thoại dữ gì? Chứ nó buồn. Nó buồn. Nó mới xài điện thoại chứ thì sao? Vô đây những đứa nói chuyện nó vui nè, rồi nó làm việc la rai nè, rồi nó được tu hành nè, được những đứa nhắc nhở nè, rồi tối những đứa còn cho nó ăn uống nè, nó cái gì nó cũng được. Nó ăn ngon quá trời luôn mà. Hôm qua là bánh hỏi nó ăn trò, nó đi có hàng hàng lên nó lấy bánh hỏi, nó lấy nước mắm, nó lấy đồ ăn, nó lấy nó quất sạch nhất. Nó khôn lắm. Bữa nào nó cũng lợi cái ngay cái chỗ mà cái chỗ trái cây. Nó coi xong nó lợi nó nói thầy bữa nay chôm chôm ta mới cúng.
Giết nó biết luôn, kinh khủng không? Vô chùa mới đây mà nó biết, biết hết luôn. Rồi bánh ai mới cúng, ai đem lỡ cúng cái gì gì, nó lỡ nó báo nhà Đức biết. Biết luôn, nó để ý thì ghê thiệt, đúng là khôn. Cái người niệm Phật nó khôn lạ kỳ. Nên thấy chưa, còn mấy thằng trai mà đây nó gặp Đức, nó chạy nó ôm chân, ôm tay, thấy không? Từ nó khôn quá trời khôn, mà nó đâu phải là đơn giản đâu, đâu có xài điện thoại đâu. Mấy tuần lễ, mấy nhỏ gái bên kia mặt tỉnh veo, vui vẻ, an lạc. Nó cũng phát sinh từ tiền mà ra, để độ sanh đó. Không có tiền lấy gì cho ăn, mà không có ăn sao tu? Phải tiền không? Nên do cái tâm con người mình đúng hay sai thôi. Nó sai thì dùng tiền nó sai, còn đúng thì dùng tiền nó đúng, thấy không? Giống như giờ hòa thượng ngày có tiền ngày đi xây chùa cho người ta ở, người ta tu, thấy chưa? Đó là tiền sắc. Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, quý vị tu rồi, bây giờ nói gì những đức, đi hỏi những đức, thầy tu rồi thầy thích đẹp không? Sao không thích trọng đẹp mà không thích đẹp, thích gì? Đúng không? Ai mà không thích đẹp? Những đức hỏi quý vị, không thích đẹp mà đi cạo đầu, quý vị ở ngoài đời có tóc đi chải đầu, còn tôi thì đi tu cạo đầu. Cạo đầu là một cái mốt để mà sửa sang sắc đẹp cho mình đó. Quý vị đi hỏi tất cả những người thầy đi cạo đầu là cái gì biết không? Cạo đầu là đang tuốt mình lại, phải không? Đi hỏi hết người ta đi. Cạo đầu, cạo râu ria, cạo mặt mày là gì? Là để tuốt mình lại, là muốn đẹp chứ gì, không phải hả? Đó, ấy hỏi hết đi, phải xác thật không? Chứ cạo đầu làm gì? Nếu không thì ta để tóc tai đại càng, râu ria để thí. Con này cạo đầu hoài là biết ông thầy này ông thích đẹp, ông mới cạo đầu hoài. Vì thấy nhà Đức tóc không có ra bao nhiêu là như Đức cạo chu lũi, đúng không? Thì vì hỏi nhà Đức coi sắc thích không? Sao không thích? Thích đẹp chứ, đúng không? Nó thì bây giờ mình sáng sủa, người ta thấy người ta cũng muốn tu, thì hiện cái sắc sáng sủa cho người ta tu. Còn nếu như nhà Đức lên đây giảng pháp mà râu ria tóc tai lởm chởm giống như ở tù mới ra, vị nghe vị cũng đâu thích đâu, đúng không? Cái cảm giác ông thầy tu tối tâm quá, mà an lạc cái gì mà nhà Đức giảng cũng không thoải mái nữa. Dù biết rằng là tướng sao miễn tâm an lạc rồi thôi, nhưng mà cảnh đời này thì ít gì phải tâm tướng nó kết hợp thì tự như đó mà mới độ sanh, đúng không? Nó trời ơi, thấy hai loại rồi, nó không bỏ được rồi, thấy chưa? Loại thứ ba là danh. Danh là để phát tiếng. Cái danh á là để phát cái tiếng. Giống như quý vị biết như Đức mới đến đây nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái danh của Ngài lớn quá trời, nên tặng hư không khắp pháp giới. Cái cõi Diêm Phù Đề này ai không biết Đức Thích Ca Mâu Ni là danh, chứ nữa danh tiếng, hiểu không? Nhưng mà nếu mình khổ ngược lại là mình chấp vào danh tiếng để sanh cái ngã, thì bản thân mình khổ. Mà chấp ngã thì bản thân mình cũng là đang sống với cái danh, chứ đâu có bỏ cái danh. Con người chấp ngã thì cũng đang sống với cái danh, mà cái người không chấp ngã thì cũng đang sống với cái danh, không có bỏ được cái danh. Cái danh nó có bỏ được, nên tiền không bỏ được, thấy không? Sắc không bỏ được, danh không bỏ được. Cái cõi này bỏ trong ba loại đó một thứ cũng không được nữa. Vì bỏ danh luôn hoàn toàn, vì thì không ai biết quý vị chứ, không ai biết sao độ sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni người ta biết mà, những đức người ta biết mà, thì mới độ, đúng không? Đó, ba cái vị nghe rõ ràng chưa? Còn ăn ngủ thì miễn bàn. Chuyện này là giàu nghèo gì cũng là ăn ngủ, đúng không? Nó ăn ngủ khỏi nói dòng do tam quốc nữa, đúng không? Bữa nào cho ăn ngon là ai mà không thích. Vì hỏi những đức, vị nấu đồ ăn cho thầy ngon thích không? Sao không thích? Tôi khôn quá trời luôn mà không thích đồ ăn ngon nữa thôi, đúng không? Nếu mình mà không thích ngon vậy thì mình là thằng ngốc. Ngốc nên không biết cái gì ngon dở, nhưng hiểu chưa? Mình bị khôn mà, mình hiểu mà, thì ăn ngon ai mà không buông muốn. Nói, tu hành mà ngon cái gì vậy, đưa cho tôi ăn hết chứ. Đưa đồ ngon cho tôi ăn hết chứ, thấy không? Tu hành mà đẹp vậy, đưa người đẹp hết cho tôi. Đem hết người đẹp thế gian này đưa tôi lụm hết chứ. Trời ơi, thấy không? Danh, vậy thì ông bỏ danh đưa tôi.
Cái gì mấy ông cũng trao tôi hết thứ đó đi, tiền đưa tôi luôn đi, tôi đọa lạc kệ tôi chịu cho, thử coi sao, đúng không? Nên con người mà tự tin với những thứ đó thì quý vị lại sử dụng những thứ đó. Năm cái ngũ dục nó là năm con rắn, nhưng nếu biết sử dụng năm con rắn này thì nó lại trở thành một đội binh mạnh để chúng ta thành công. Hiểu chưa? Tùy quý vị thôi, sử dụng cách nào kể quý vị, miễn biết cách sử dụng là hay đó. Nên từ nơi đó mà người ta đến tu phải nấu đồ ăn ngon cho người ta ăn, ăn được được một chút, vì mình thấy mình không có thiếu thốn nên mình không có than van. Nên từ nơi đó mà người ta tu, người ta lợi chùa tu, lợi nhà mình tu, người ta yên tâm. Bây giờ đơn giản mình đi đến nhà ai mà chủ người ta than hoài, mình đến lần xong mình nói với mấy chị em thôi, mấy chị đừng có đến, đến nhà đã thấy chị than quá, không biết có làm phiền chị gì không, lỡ ngại quá, mấy lần lỡ ăn mà thấy chị làm như buồn buồn, làm như gia đình khó khăn cái gì, lỡ kỳ quá, là mình không có đến nhà đó nữa, đúng không? Còn bây giờ đi đến chùa mà thấy thầy ông gian la nan rất vất vả khổ đau, ông đi vòng vòng rồi thấy bằng đồ te tua gách gứt, mà ông nấu đồ ăn ngon cho mình ăn, mình ăn có vô. Nên mình nấu đồ ăn ngon, mình cho người ta ăn ngon, mà mình đi ăn khổ, mình đi bận đồ rách rưới, mình làm cái điều đó là hành động gì? Hành động mình làm gì sao người ta làm, người ta ăn ngon? Mình cho người ta ăn ngon thì mình phải ăn ngon, mình cho người ta ăn ngon thì mình phải bận đồ cũng có ngon, để cho người ta thấy mình dư giả thì người ta mới ăn. Cái tâm bố thí đó nó mới viên mãn. Còn cái này mình cho người ta ăn ngon mà mình đi khổ đau thì không khác nào mình đi chi cầu, để cho người ta ăn xong rồi người ta phải ăn tình tội nghiệp, mà cuối cùng người ta phải bỏ ra. Cái cách làm này không có viên mãn, nghe chưa? Không có viên mãn đâu. Người tu á, mình nhìn cái là mình muốn tu là do mình thấy tự tại, dư giả, nên mới nói là có phước. Cái này đều nghe thấy được không? Được, nó đèn luôn, thấy chưa? Nó mà từ đâu ra có Phật hiểu. Vì thấy những đứa có cầm quyển sách nào lên không? Đâu cầm quyển sách nào lên đâu, mà sao cũng lên giảng phà phà. Thấy chưa? Đó, nên từ nào đó nó mới tự tại. Tự tại là ngay cái chỗ nào? Tự tại là tự biết. Tự tại là tự biết chứ cái gì? Chứ quý vị coi, không mà những đứa nói câu nào sẽ dính câu nấy, lạ vậy đó. Nói thí nó cũng dính nè. Tự tại là tự biết, chứ quý vị tự tại ai biết. Nhưng Đức nói quý vị nghe, có những người người ta cười cũng chưa chắc tự tại nữa, vị tin không? Có những người người ta cười, người ta cũng chưa chắc tự tại, mà cái tự tại là tự mình biết. Hiểu chưa? Cười thì còn giả được, nhưng mà biết mình tự tại là không có giả. Tại vì người ta có thể cười giả mà, người ta khổ nhưng mà người ta cười trước mặt mình, người ta cười giả được. Nhưng mà mình tự tại, mình tự biết thì chắc chắn là không có giả. Tại vì trong tâm mình an lạc tự tại là mình biết, chứ ai biết. Đó, giống như những đức mỗi ngày bình an vui vẻ, những đức biết. Nhưng mà quý vị gặp những đức giết, quý vị cũng thấy rõ ràng. Làm 10 lần, 100 lần đều thấy thầy gì, thì chắc chắn là thầy này không có khổ, đúng không? Thầy này không có khổ. Còn cái người mà giả trang thì dù dài ba lần cũng lộ. Trong cái cách nói chuyện của họ, quý vị biết liền. Như bây giờ mỗi ngày quý vị nghe những đức giảng pháp đi, bữa nào mà tâm trạng những đức hơi buồn cái gì, quý vị sẽ biết liền, không nói vòng vo, biết liền. Còn không biết là quý vị quá vô tình. Thật sự không biết là quá vô tình á. Mỗi ngày nghe mà tâm trạng người ta làm sao mình cũng không biết nữa, vì là mình quá vô tình rồi. Những đức sống với chúng trong chùa khỏi cần nói, nhìn mặt như thế còn biết người ta tâm trạng thì sao? Nghĩa là cái tâm mình dành cho người ta nó nhiều. Còn quý vị nghe những đức giảng mỗi ngày mà những đức sao vị cũng không biết nữa, vậy thì thua, người không có tình cảm. Sống thiếu tình cảm, hiểu không? Đó, nên cái điều này quý vị mới nhớ đó. Nó nên sống với nhau, ta nói mới có hiểu, mới có thương. Nó đặt mình vào người thì tự nhiên sẽ hiểu người. Cái hiểu người đặc biệt nhất là đặt mình vào họ. Và cái học sâu sắc nhất là đặt mình vào người ta. Khi quý vị làm người làm công thì quý vị sẽ biết được, hiểu biết cái người làm công có cảm giác gì. Sau này quý vị làm chủ, quý vị sẽ biết người chủ có cái khó gì.
Khi quý vị làm lãnh đạo, quý vị sẽ biết lãnh đạo có cái khó gì. Khi quý vị có bầu, quý vị sẽ biết có bầu là làm sao. Khi quý vị đẻ, quý vị sẽ biết đẻ là làm sao. Khi quý vị làm cha mẹ, người ta gọi quý vị biết làm cha mẹ nó có cái khó gì, thì mới thông cảm cho cha mẹ. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ, nếu hiểu ra thì mình luôn luôn thông cảm cho tất cả những người làm cha làm mẹ lắm. Tại vì mình thương con mình bảo vệ con mình, thì tất cả những người làm cha làm mẹ đều bảo vệ con mình. Tại sao bản thân mình thì biết bảo vệ con mình, nhưng mà lạ thay người ta bảo vệ con người ta thì mình thì tức, nhưng mình quên mất tiêu bản thân mình có khác gì người ta đâu. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng biết mình là trí tuệ, mà thấy người chỉ thông minh. Thông minh sao bằng trí tuệ, hiểu không? Nên nhìn ra từ mình rồi soi xét được tất cả nhân sinh. Nhìn ra mình á sẽ thấy ra hết trơn à. Thì những đức giảng pháp được là do ngay chỗ nào? Do nhìn ra từ mình. Những gì những đức có là quý vị có, những gì những đức bị là quý vị bị. Những đức bị chỗ nào là đang nói chỉnh quý vị, nhưng thật sự là đang chỉnh những đức. Có khi những đức đang bực bội phiền não cái gì mà những đức lại mang cái tâm đi cởi mở cho quý vị, thì cởi mở quý vị là đang cởi mở những đức. Nên mở cái tâm người ta là đang mở tâm mình. Kêu người ta vui là đang kêu mình vui. Hiểu không? Nguyên lý nó là vậy đó mà. Đó. Nên quý vị thấy rằng Phật Pháp nó hay vô cùng luôn. Mình giúp cho người ta cười là mình sẽ cười, chứ không có cái lý mình giúp người ta cười mình đi khóc. Mình khóc sao mình giúp người ta cười. Nên mình muốn giúp người ta cười thì mình phải cười. Mình muốn giúp người ta vui thì mình phải vui. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng muốn độ người trước phải độ mình. Độ mình. Nhớ nghe. Vậy thì thăng bằng quyến thuộc mình mà họ muốn tu là họ nhìn từ mình mà ra. Họ nhìn từ mình, nghèo giàu không thành vấn đề. Giàu mới vui thì cái việc này là giàu mới vui. Còn nghèo mà vẫn vui thì họ mới đặt vấn đề chứ. Công nhận ngưỡng mộ này thiệt, nó nghèo mà nó còn hơn người giàu. Nó sống như ngày tháng tao thấy nó tự tại ghê, còn tao giàu tao khổ cũng chết. Thì nó mới ngưỡng mộ mình, nó hỏi mình là vì sao ông nghèo mà ông vui dữ. Nói nghèo thì phải vui chứ. Tại vì sao? Vì không vui thì nó cũng nghèo. Trả lời câu giống quầy vốn vậy. Nhưng mà nghe nó giật giật thịt luôn á. Rồi cái bà kia bị chồng bỏ, bà nói cái bà khác bà nói ủa chồng chị bỏ chị mà sao thấy chị vui quá. Nói thì nó bỏ thì cũng phải vui chứ, không vui thì nó cũng bỏ mất tiêu rồi. Không vui không lẽ đi buồn, buồn thì cũng phải sống. Mà buồn sống làm chi, thà vui sống. Nó trả lời gọn hơ, dễ hiểu chứ cần dòng do tam quốc làm chi cho hao xăng. Hiểu không? Cái thờ cuộc đó mà tốn tiền tốn bạc phí phạm, không có nên. Nên nói chuyện bây giờ người ta cũng đỡ tốn xăng dầu. Thì nghe cái là khỏi cần động não, mệt mỏi. Bởi vì cái người mà nghe những đức giảng pháp vì sao vui nhiều? Là vì sao vậy biết không? Vì để cái bộ não nó thoải mái, thư giãn. Chứ quý vị không phải cần căng thẳng thần kinh. Còn nếu như quý vị nghe ai giảng pháp mà căng thẳng thần kinh là bị khó tính. Bây giờ những đức đặt cho quý vị hai dạng người. Quý vị sẽ thấy ra liền. Một dạng người đoạn ngũ dục rồi mới niệm Phật cực kỳ khó. Một hạng người tín nguyện niệm Phật cực kỳ dễ. đi tìm hiểu thì biết liền à. Thường là những người cho mình làm được những việc đoạn ngũ dục thì cho họ là cao xa. Họ cao xa. Còn mình niệm Phật thì họ cho mình thấp kém. Mà cái tâm đó gọi là tâm kiêu ngạo. Mà tâm kiêu ngạo thì thường sanh phiền não lớn vậy lắm. Còn mình thì biết mình là phàm phu niệm Phật, con chỉ là kẻ phàm phu, con nhiều điều sai. Nên con chỉ niệm Phật cầu Phật dẫn con về cực lạc để dạy con lại cho tốt. Mình nhìn mình có nhiều điều sai thì bản thân mình sẽ dễ tính. Hiểu không? Mình sẽ dễ tính liền. Ví dụ như một cái bà giá chồng, bà sẽ khó hơn một con nhỏ đi làm gái. Một con nhỏ đi làm gái khi nó quay đầu thì nó rất là dễ tha thứ cho những đứa hư. Còn cái bà giá chồng ai chỉ cần cái gì một chút là bà không bao giờ tha thứ. Vì sao? Vì bà nghĩ bà cao thượng. Hiểu chưa? Hiểu không? Nó nên
bà nào phá thai 3 lần sẽ thông cảm cho bà phá thai 1 lần. Khi lỡ con mình nó dụng dại mà nó mang thai thì mấy bà sẽ biết giang đôi tay ra giúp con chứ không chửi con. Đứa con hỏi vì sao mẹ bao la như vậy, thì bà mẹ bà nói rằng vì ngày xưa mẹ mang thai cũng mong có người giang đôi tay ra bảo vệ cho mẹ. Hiểu chưa? Đó, học từ đó mà ra. Học là nhìn như vậy mà ra. Là mình tại sao lại tha thứ cho mình? Mình hỏi vì sao mình lại tha thứ cho mình? Tại vì bản thân mình thương quá nên mình tha thứ cho mình. Vậy tại sao mình không tha thứ cho người? Mình đi giấu người để tha thứ cho mình, mà tại sao mình không đi tha thứ cho người? Học như vậy thì rất là có trí tuệ, mở thông các pháp. Phật pháp không còn quyển sách nữa. Tại vì sao? Quyển sách là do con người ta mà ra. Vậy thì chúng ta là quyển sách rồi còn gì? Học ra như vậy thì sách vở thế gian, xuất thế gian, quý vị sẽ tự thông thôi. Tại vì sao? Quý vị không còn cái chỗ bị quấn ở trong đó nữa, mà bị mở ra hết trơn. Quý vị cũng không cần đi tìm, mà nó đến thì mở, nó đến thì mở. Giống như người chuyên nghiệp mở khóa, không cần đi tìm chìa khóa khó mở, mà gặp chìa khóa nào thì mở chìa khóa này. Có nghĩa là vô cùng tự tại, vì cuộc đời con người chúng ta không có còn trở ngại gì việc ở thế gian, thì gặp việc gì mở việc này không còn khó nữa. Không còn khó nữa thì tự tại chứ sao? Quý vị thấy nó còn khó là vì còn cái mạng. Nếu như một ngày nào mất mạng rồi thì đố quý vị còn nghĩ cái đó là khó nữa đó. Thế gian này còn mạng thì còn khó. Chúng ta nghĩ rằng bản thân của mình không có mạng thì mình nhất định không có khó. Chắc chắn luôn. Và rất nhiều việc quý vị sẽ làm được rất là trôi chảy luôn, rất là đặc biệt luôn. Quý vị biết rằng 4 ngày lại Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức phải nghĩ mình mất mạng thì bản thân mình mới lại nổi 4 ngày. Quý vị thấy từ xưa giờ có ai tổ chức 4 ngày không? Từ xưa tới giờ luôn không có luôn. Có mình những đức đúng không? Thì phải nghĩ mình mất mạng. Nên tại sao những đức nhắc người ta, những người ở trong chùa mình, là những ngày mình, tháng mình làm được mình nên trân quý. Tại vì mình còn khỏe mình làm mà mình đi buồn chí? Đi buồn chí? Mai mốt mình làm không được mới cảm thấy luyến tiếc. Nên nhiều người đến lúc chết rồi mà cảm thấy tiếc tại sao mình không làm việc thiện. Uổng quá trời uổng luôn. Còn sống sao không làm? Làm cái mà cầm theo được mà không chịu làm, tội nghiệp ghê. Nó, quý vị thấy như những đức á, chương trình kiếm thị những đức lôi ra, những đức làm là những làm. Làm là nhất định có. Bây giờ chưa có nhưng mà ngày đó sẽ có. Thế sao đâu? Ngày đó cũng làm bình thường chứ không làm. Chứ không lẽ ngày đó bể xô? Chắc chắn là phải có. Tại vì sao? Những đức tin chỗ này. Tin mình là người phàm phu mà còn thương chúng sanh. Phật Bồ Tát quá thương chúng sanh còn gấp 100.000 lần mình. Mình mà còn thương chúng sanh vậy thì Phật Bồ Tát cũng lại bỏ mình. Nếu Phật Bồ Tát mà bỏ mình như vậy thì chắc chắn rằng mình làm có đúng. Mình làm không đúng nên mình không có. Chứ nếu như mình làm đúng, không có, không bao giờ mà không có đâu quý vị. Chắc chắn là có. Phải tin. Mà cho người ta là không có sai đâu quý vị. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni có một đời kiếp mà Ngài bố thí hết, bố thí sạch luôn, cái gì cũng bố thí. Đến nỗi mà quý vị biết rằng mà con voi ấy, mà voi chiến của đất nước, Ngài là thái tử, vì mà đem voi chiến tặng cho nước khác luôn. Ghê không? Bố thí hết mà. Cái đó là cái nguyện, bố thí hết luôn. Rồi cha, vua cha tức quá mới cho Ngài đi vô một khu rừng Ngài sống. Đài Ngài không phải là thái tử Tất Đạt Đa, mà trong một đời kiếp khác cũng thái tử. Thì đi dọc đường cái người ta sinh con, Ngài cho con luôn. Cuối cùng còn vợ không à.
Cuối cùng vua chờ nhìn cái cảnh tình mà gọi là bố thí của ngài dữ dằn quá. Vua chờ thị hiện xuất sinh vợ, nghe nói rồi tặng vợ luôn. Kinh chưa? Ngài phát nguyện bố thí hết luôn. Thì người vợ nói rằng rồi, vợ chồng mà sao chàng sống như vậy, sao mà cả vợ cũng tặng luôn cho ta về hầu hạ người ta là sao? Ngài nói rằng nàng hãy nhớ lại đi, trong nhiều đời nhiều kiếp nàng đã phát cái lời nguyện, bất cứ một đời kiếp nào làm vợ của ta thì không có được trách móc cái chuyện làm của ta, là phát nguyện. Quý vị ghê không? Người ta là Phật Bồ Tát, còn mình đi cho vợ mình là tào lao. Nói lời câu này cho nó hiểu, chứ tao ghe gì mai mốt tao đi xin con cho vợ xin vợ tầm bậy. Cảnh giới của Phật Bồ Tát, cảnh giới không thể nghĩ bàn, bản thân mình không làm tới cái cảnh giới đó đâu. Hiểu chưa? Giống như người ta cao tới nóc nhà, người ta dớ lên người ta dịnh nóc nhà, còn mình có dớ tới nóc nhà đâu mà mình dớ tầm bậy. Dớ tầm bậy nó không tới nóc nhà mà nó gãy cổ mình, nó chuyện vẫn chơi, đúng không? Mình nên dớ cái mà mình làm được. Phật Pháp vậy mới từ bi, nhưng nó có câu chuyện gì? Mình không thể nào làm được như vậy mà mình cũng làm được một phần nào như vậy dưới những gì mình làm được. Hiểu chưa? Thì thấy Phật Pháp tự tại chưa? Cái nguyên lý của Phật Pháp là nói sao cũng thông ấy. Vì nó đâu có chỗ chướng đâu mà không thông. Tại vì người ta làm được điều đó, người ta làm điều đó, tôi làm không được điều đó, tôi làm như vậy. Nhưng người ta cao, người ta có thể bằng bồ đồ một thước chín, hai thước. Còn tôi lùn có một thước, một mét 64. Thì tôi có 1m64, tôi bằng bồ đồ 1m64. Người ta hai thước, ta bằng bồ đồ hai thước. Còn ông một thước, ông bằng bồ đồ một thước. Khả năng ông như thế nào, ông làm như vậy. Nên Phật Pháp ấy, ví dụ cũng như là một khu rừng vậy đó. Cây cao, cây vừa vừa, cây thấp, mầm non đều là khu rừng để có sự mà trang hoàng khu rừng cho đẹp. Hiểu chưa? Đâu có chê trách cái nào đâu, đâu có bỏ rơi cái nào đâu quý vị đó. Nên từ nơi đó, giống như bây giờ một cái cây cao, bão tố cuồng phong nó chịu hơ mạnh. Chứ đừng bao giờ mình nói tao nè, cao ráo vậy đó, gió bão không? Tao chịu nặng nề, mày có chút xíu à, có gì đâu mà mày nói cho cốt. Nói trời, ông mạnh, ông cao thì ông chịu cái gió bão đó, ông mới chịu được. Còn tôi chỉ cần gió hiu hiu cũng muốn chết. Tôi gió hiu hiu thôi là chịu không nổi rồi. Nên so sánh với ông thì cũng như vậy thôi. Tại vì sức ông mạnh thì ông chịu mạnh, sức tôi yếu, tôi chịu yếu. Nguyên lý nó chỉ là một nguyên lý thôi, chứ ông đừng có nói rằng ông mạnh là ông dữ, tôi yếu là tôi dở, chưa chắc. Yếu mà sức kiên nhẫn với gió hiu hiu, còn mạnh thì ông có sức, ông chịu bão. Mỗi một con người có sức lực để mà chịu đựng với cái sự tu hành của mình thì đúng rồi. Hiểu không? Giống như ông có tiền nhiều, ông cúng 100 triệu, tôi tiền ít cúng 1000. Tôi có 1000 à, trong khi trong túi tôi có 2000, tôi cúng 1000. Ông cúng 100 triệu mà trong túi ông có 1 tỷ, thì ông so sánh đi. Tôi có 2000 thôi à, cúng 1000 còn 1000. Bây giờ 1000 biết làm gì luôn. Cái Phật Pháp là tính vào cái tâm á, tâm vậy đó. Nó giống như cái câu chuyện mà cái người đi xin ăn này khổ quá rồi, xong rồi bắt đầu là thấy, nhận thức cái cuộc đời mình thiếu phước, đi xin ăn khổ quá. Người ta cúng được có 1 đồng thôi, vậy mà đem vô trong chùa quỳ trước vị hòa thượng chủ trì xin cúng dường tam bảo. Vị hòa thượng chủ trì này là người tu hành đắc đạo, tiếp nhận bằng một cái tâm mà quá chân thành. Tại vì cái tâm quá chân thành cúng chỉ có 1 đồng à, xin ăn được có 1 đồng đi ra mua gói xôi ăn, vậy mà nhịn ăn xôi, cúng dường tam bảo luôn là sạch, không còn cắt nào luôn nữa. Ghê không? Tặng cả tấm lòng để cúng tam bảo luôn.
Cái phước đó đó quý vị, phước đó đó mà nó chuyển nghiệp. Sau này bà làm hoàng hậu, khi bà làm hoàng hậu xong mà nhớ ơn cúng dường Tam Bảo mà phước báo lớn gì, được thay đổi số mệnh cuộc đời. Bà đem vàng lại quá trời nhiều luôn bà cúng. Mà khi cái tâm đem vàng lại đó là cái tâm không được như cái tâm cúng một đồng. Lúc đó hòa thượng không ra chứng minh mà kêu thằng chú tiểu ra chứng minh. Chú tiểu nhỏ xíu ra giọng chuông tẹt 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 tẹt, con nhỏ mà giọng chuông tẹt 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 tẹt, rồi nó ra nó nhặn. Hoàng hậu tức quá trời tức. Ngày xưa cúng có một đồng mà hòa thượng ra chứng minh, bây giờ tại sao mà vàng bạc quá trời nhiều đem lại cúng dường mà vì sao mà sai chú tiểu ra chứng minh. Xong vị hòa thượng bước ra nói một câu này: ngày xưa người cúng dường chỉ có một đồng, nhưng cái tâm quá thành kính, Phật pháp trọng ngay tâm thành kính. À, bây giờ thì cúng vàng quá nhiều nhưng mà thiếu sự thành kính. Vì nghe chỗ này nghe không, để đi chùa đừng có nghĩ mình giàu mình cúng cho nhiều rồi lúc đó là mình muốn lên mặt này lên mặt kia lên mặt nọ, sai. Sao mà mình có cửa đụng với Phật Bồ Tát mà mình lên mặt? Cúng dường Tam Bảo là ba ngôi báo chân quý nhất của thế gian và sức thế gian. Nếu ba ngôi báo này không còn thì chúng sanh khổ biết chừng nào. Mà mình đang cúng ba ngôi báo này để cầu cho ba ngôi báo này còn trụ thế gian, để chúng sanh đỡ khổ mà có con đường giải thoát. Phải hiểu nguyên lý này. Mà mình cúng cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Phật là giác, Pháp là chánh, còn Tăng là tịnh. Mình cúng cho giác, chánh, tịnh mà bản thân mình đi nói cái câu là tôi cúng nhiều, tôi cúng nhiều như vậy tại sao mà không kính trọng tôi. Vậy là mình tính với Phật Bồ Tát, tính với giác chánh tịnh, con người mình loạn. Nên cúng như vậy phước không có bao nhiêu, mà sanh tâm kiêu ngạo ngã mạn. Nó giống như câu chuyện bà Thanh Đề, mẹ một Kiền Liên. Bà đúng có tâm hướng đạo, nhưng bà đem đồ ăn đến bà cúng dường mà gạo bà lột từng hạt gạo. Mà tự nhắc chỗ này sao nhớ câu chuyện này ngộ ghế nha. À, là bà lột từng hột lúa, bà cạo, bà lấy móng tay bà cạo hạt gạo, cạo. Bà đem lại gạo một lon gạo bà đến bà cúng cho Tam Bảo. Như vậy mà mấy vị thầy ở trong chùa thấy bà cúng dường chút xíu gạo không để ý tới, mà nhận cái của sang giàu quan tâm, bỏ bê bà. Bà tức quá, bà đổ gạo lấy chân bà chà đạp. Tức xong rồi bà về bà làm bánh bao, xong bỏ thịt chó vô đem cúng. Tức quá mà tâm sân hận nổi lên, tức quá quý vị. Từ cái tâm phỉ báng Tam Bảo đó của bà đó, mà bà đọa địa ngục quý vị. Nghe chưa? Nên cái việc mà những đức thường nhắc chúng trong chùa, người ta cúng một nắm rau cũng phải chân quý, nắm rau của người ta. Người ta cúng một nắm rau nhưng mà người ta trồng có một nấm rau chút xíu, mà người ta đem một nắm rau lại là quá chân quý rồi. Còn người ta cúng một vườn rau thì người ta đem lại xe rau, đúng không? Nên từ nơi đó đừng bao giờ chê bai người cúng ít, mà đừng bao giờ quá khứ là nâng đỡ người cúng nhiều. Nhớ đó, không có tổn phước, nghe không? Tự mà suy nghĩ những gì những đức giảng nha. Thôi nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, tín nguyện kiên cố cả đời, cuối đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy ở bên đây chúng ta tổ chức khóa tu. Quý Phật tử khắp nơi giờ chúng ta cũng về đây để mình giữ khóa tu thứ bảy. Cái công đức của toàn thể đại chúng mình cùng nghe pháp niệm Phật, lễ Phật phóng sanh cũng đi thực lớn dữ lắm quý vị. Cũng như tất cả các cháu về chùa trong mùa hè,
Cái thằng trai cũng nhờ công đức niệm Phật nên ngoan, biết nghe lời quý thầy rồi chỉ dạy, rồi về nhà sẽ là con ngoan con tốt. Chiều nay những đức cũng kêu mấy cô làm đồ ăn cho ăn đồ. Mấy thằng trai rất là dễ thương nha. Khi ở đây xong về nhà, nhờ cái công đức ở trong ngôi Tam Bảo mà các con biết nghe lời ba mẹ, không có còn ghiền game đồ này kia, dành thời gian học tập. Có nhiều đứa mà ở chùa khi cha mẹ mà đến, các con biết chắp tay lên nói rằng con sai à, con đã từng nói lời không phải với cha mẹ này kia rồi, con hứa trước ngôi Tam Bảo từ hôm nay con không dám nói gì nữa. Có nhiều đứa vậy lắm, nên cha mẹ cũng xúc động. Nên nhờ cái công đức mà chuyển hóa từ từ tốt, chúng ta nguyện đem cái công đức của toàn thể để chúng tu, nguyện hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta mới có nơi về đây tu học. Rồi nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị ai cũng hưởng được cái công đức phước duyên này, mà nghe được pháp môn niệm Phật có lòng tin và cả đời niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Và phát bồ đề tâm nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết Phật tự cầu, nguyện dị tử công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự Phật tử giai không thành Phật đạo. Như đặng ngộ tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương những tiết hộ tình công, nguyện dị tử công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhật tiết cô hồn công, nguyện dị tử công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã năng tam bảo phá việt nhật gia hồng, an ngã ngã năng tam bảo phá việt nhật gia hồng, việt nhật gia hồng gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng bóng, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, cổ nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.